Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Kiêm. kiêm Chủ tịch nước và Nhưng có thông báo trọng. không, nhưng mà phải phải như này, cái vấn đề như thế phải có quốc hội nữa đấy, cho nên đấy chưa chính thức được. Đó là cái quy trình của mình, Vâng, đồng chí đây ạ. là đại hội đảng thôi, đúng Gọi là Trung ương Đảng giới thiệu mà. đúng rồi. Là 100%. Thế là thế, là 100%. Mình cũng ủng Đấy hộ là rồi, coi như là hai tay luôn. em rất ủng hộ. Thế thì qua đây thì em không biết là anh có lấy cái chủ đề gì thì, nhưng mà em có mấy cái em muốn chia sẻ như chỗ các anh như này. Rồi, em cứ chia sẻ theo cái ý của em đi. Cái thứ nhất là bây giờ cái bọn Ba Que Ok. đấy, cái phường Ba Que là bây giờ là nó tập trung nó hạ thần tượng, nó đánh phá thần tượng đấy, nó là tập trung nó như thế. Cái thứ hai là nó cấy ghép các cái bộ phim tài liệu của ta đấy, để nó gây tội ác, nhưng mà nó cấy ghép những cái bài phỏng vấn của lãnh đạo Đảng nhà nước ta cái thời kỳ bây giờ đấy. Ví dụ chẳng hạn cái vụ mà nó đào các cái hố chôn tập thể ở thành phố ấy, thì cũng qua đây nói để cho anh em trong nước cờ đỏ cũng phải có ý thức Đúng rồi. để vận lại cái luận điệu của chúng nó. Người cộng sản thì luôn luôn gắn bó với nhân dân, Đúng. sống trong lòng nhân dân, được nhân dân bao bọc, không bao giờ cộng sản như thế là tàn phá nhân dân đấy. Vì Mà đây những là người cộng sản là ở nhân dân mà ra, thành công không ở bao nhân giờ dân tàn mà lại nhân dân ra, được. gắn bó với nhân dân, máu thịt gắn bó máu thịt với nhân dân, không bao giờ có chuyện tàn ác với nhân dân đấy. Thế qua cái thất bại của Mậu Thân năm 68 thì cách mạng miền Nam đã giành được toàn bộ đô thị, các đô thị miền Nam đấy. Thế Mỹ đã Ngụy đã thất trận và Mỹ phải lấy tung quân bom vào. Mỹ Đúng rồi. để như thế nào hủy diệt thành phố ấy, để hủy diệt thành phố ấy và Quảng Trị và một số đô thị miền Nam đấy, dẫn đến tình trạng là đánh bừa cả dân đấy. Chứ còn làm gì còn lực lượng để chúng ta chôn cất, làm gì có thời gian để chúng ta chôn cất Đúng rồi. Với là thứ mà hai chúng là có nó. cái máy ủi, những cái ở khi mà sau này người ta đã khám phá ra những hố chôn tập thể ấy, thì có những, tức là cái vết đấy là những máy ủi sau đó đào, thì rồi ở đấy làm gì những quân giải phóng bộ đội lúc ấy rút ra phải chạy chối chết rồi, đúng không, thì làm sao mà Làm gì có thời gian còn máy ủi nữa mà. để Đúng, ok, thu dọn chiến trường nữa đúng rồi. đấy, mà chúng nó cấy ghép những cái bộ phim tài liệu của những cái đài AIDA với lại đài các đài phản động đấy, nó là như thế. Thế thì đấy là cái bản chất của chúng nó như thế. Anh phải phải anh phải tập trung vào những cái trò như thế. Cái thứ hai là Tân Thái mới ấy, là bây giờ một số anh em ấy, anh phải quán triệt anh em khi anh nào đối chấp với chúng nó phải có lý luận hiểu biết thật sắc bén. Chí em thấy một số trường hợp là trình độ thấp kém mà đối chọi với chúng nó là chỉ làm cho chúng nó cái chỗ để chúng nó tuyên truyền đấy. À xin lỗi, nhưng cái này anh xin nói một thời điểm nữa. Ví dụ như anh đã trình bày quan điểm của anh rồi, không bao giờ anh vào nhà chúng nó, mà anh là người cũng rất dân chủ, anh chỉ mời chúng nó lên vào nhà chúng nó, thì có một cái rất nguy hiểm này. Ví dụ như anh có 2.000 bạn chẳng hạn, ví dụ thế ạ, anh vào thì trong khi đó 2.000 bạn đấy theo anh vào, thì trong 2.000 bạn anh thì cũng có cái người, người ta hiểu biết về chính trị, về xã hội, về tất cả các thứ rất là tốt, nhưng mà cũng có nhiều người người ta không hiểu, thì người ta vào đó thì vô hình dung là để cho nó tuyên truyền. Mặt khác, mình kể cả mình có một cái lý luận tốt chẳng hạn, khi vào nó chẳng hạn, nó mình nói được vài câu cái nó cảm thấy à không thể ấy được với mình, nó lốc mình xuống, cho nên là cái chuyện đấy vô cùng tác hại đó, Nó mời những anh em mà đúng. lý luận không sắc bén là nó ấy như thế. Thứ hai là cái chỗ cái nhà anh bây giờ là rất là nhiều khán giả. Thế cho nên là anh hãy tập trung làm thế nào mà tuyên truyền được. Thứ nhất
là cái chủ trương của Đảng nhà nước về những các cái chính sách xây dựng để làm thế nào, ví dụ chẳng hạn cái luật an ninh mạng chúng ta vẫn đang xuyên tạc. Hai là thần tượng lãnh tụ, cái thứ ba là đặc khu, cái thứ tư là bây giờ anh phải nói rõ là mỗi một cuộc, cái ví dụ chẳng hạn như cái cuộc biểu tình mùng 10 tháng 6 vừa rồi, thằng Tân Thái nó đã làm khoảng hàng mấy vạn như thế là chị em công nhân là bị mất việc. Đấy, phải nói để bà con biết là như thế, cái chiêu trò của chúng nó ăn tiền của doanh nghiệp, những các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ấy. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như chị em làm việc được độ hơn chục năm rồi, cái sắp sửa qua cái tuổi 35 là chúng nó phải cho về hưu. Thế cho nên là chưa độ tuổi 35 là nó có khi nó còn bỏ tiền ra để nó kích động, để cho chị em tham gia biểu tình. Đấy, để nó lợi dụng cái cớ đấy để nó đuổi việc công nhân. Đấy, như thế các anh phải tuyên truyền làm nào để mọi người nắm được về cái âm mưu của chúng nó như thế. Đúng rồi. Chưa chắc đã phải là tiền hải ngoại đâu, mà có khi đấy là cứ toàn những cái tiền ma, tiền quỷ, những kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, nó quấy để cho lát. Em nói anh như thế chứ không phải đâu, cho nên là các anh ở trên diễn đàn, những các cái nhà có diễn đàn ấy, là phải nói rõ được cái bản chất đấy để cho mọi người nắm được. Đấy. Rồi bây giờ là cái vấn đề tuyên truyền ấy, anh nói với em và tất cả các bạn này, nó là một cái gọi là rất là quan trọng. Em thấy ông ví dụ hôm mùng 10 tháng 6 và 11 tháng 6 thì là chúng nó cũng gây ra một số cuộc biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh, ở nhất là ở ngoài Bình Thuận. Nhưng rút kinh nghiệm, mình rút kinh nghiệm là từ ngày mùng 7, 17 ấy, hoặc trở đi và một số ngày chủ nhật thứ bảy nữa, thì cái sự tuyên truyền của cái ban tuyên giáo này, của mặt trận Tổ quốc này và của Bộ Văn hóa và Truyền thông, người ta tuyên truyền đến những người dân rất là tốt. Đấy, do vậy cho nên người dân cũng hiểu ra được một số vấn đề và cũng đi thì không đi theo, không nghe theo bọn chúng nó nữa. Thì thực tế là anh nói với em và tất cả các bạn này, thì nói chung là mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ thôi. Cho nên là cái diễn đàn của mình ấy, của tôi ở trên cái chương trình như thế này là diễn đàn của tôi nói với tất cả các bạn. Dù tôi có mời các bạn ba que hay chăng nữa, nhưng mà mục đích của chúng tôi là tuyên truyền cho những người dân người ta không hiểu biết một chút xíu, và những bà con Việt kiều ở nước ngoài. Chứ còn ở đây tôi lên tôi chửi bọn ba que, hoặc tôi đánh chúng nó, hoặc tôi lốc chúng nó, thì nói chung là nó cũng thỏa lòng tức giận của mình và một số anh em chị em ở đây thôi. Chứ còn về cái tác dụng hầu như là có rất ít, cho nên các bạn cũng phải hiểu cho tôi. Tức là tuy cái kiến thức của tôi nói chung là cũng không phải được hoàn hảo cho lắm, nhưng mà nói chung là cơ bản là vâng, cái mục đích của tôi là như thế. Đúng rồi. Vâng, anh em dưới đối với trọi với chúng, nhưng mà những cái thành phần mà dứt khoát nó xúc phạm lãnh tụ là xuất hiện cái nào các anh nên đuổi, không thể để cho chúng nó có cơ hội để chúng nó biết, chúng nó khỏi tuyên truyền. Chứ bây giờ là em nói anh là kể cả cái bọn dân chủ quậy trong nước và cái bọn ba que nước ngoài, nó tập trung vào cái lực lượng để nó đánh phá lãnh tụ. Rồi đấy, bây giờ đây ở đúng rồi đấy. Ở đây có Linh Trần hỏi là bác cho con hỏi như thế mới làm được live stream tuyên truyền được vậy. Thì bây giờ như thế này, thực tế ra là bất kỳ ai cũng có khả năng làm cái live stream mà tuyên truyền cho người dân được, nhưng nó cũng phải như thế này, mình cũng phải hiểu biết một tí xíu, và mình cũng mình phải hiểu biết một tí xíu. Tất nhiên là không phải hoàn hảo được, nhưng phải hiểu biết. Chứ còn không ông lên ông tuyên truyền tầm bậy tầm bạ các thứ thì là người dân người ta không nghe mà phản tác dụng. Đấy, cho nên mình cố gắng. Đúng rồi. Chứ còn nói qua anh thông cảm, chứ em nghĩ nó như này này. Ôi hời, Võ Bình Ngọc không ngủ à. Là cái vị thuốc đắng. Đúng rồi. Nó là một trong cái vị thuốc đắng để Đảng nhà nước mình chữa cái bệnh nhà thái hóa biến chất thôi. Chứ còn thực chất ra nó cũng chẳng làm được cái trò gì đâu. Nói thật anh thế. Thì thôi cứ có nghĩa là cũng phải để cho nó đa chiều một tí. Rồi Huỳnh Minh Châu đấy. Tôi biết bạn chỉ có 99 gần 5 giờ sáng rồi, dậy lo thức ăn nhà hàng. Đấy, thế đi cho lên. Để cho Đảng nhà nước mình, các cơ quan nhà nước cũng hiểu được để còn đường, chứ cũng ta không nên hạn hẹp chúng nó quá. Để cho chúng nó nói một tí thì là nó cũng có cái động chạm hay, chứ không phải là xấu. Đấy, nó như thế. Chứ còn thì đúng là bây giờ xã hội bây giờ ấy, thì cái mạng truyền thông bây giờ nó đang mạng xã hội nó hay dẫn dắt. Đúng rồi. Nó, vừa rồi ví dụ chẳng hạn như cái vụ mùng 10 tháng 6 ấy, là mình phải thấy rằng cái nó mạng truyền thông xã hội nó dắt mũi. Đúng. Chúng. Đấy, cho nên là nó mới đi đến như thế. Thế mà bây giờ cái anh em mình lên đây thì nó là như là cái mạng truyền thông nhân dân ấy.
mặt trận truyền thông nhân dân đấy, nếu như càng đông người làm được, càng nhiều người làm được là càng tốt chứ không phải là không. Rồi Huỳnh Minh Châu chờ chú xíu. Cho nó phản biện đa chiều và mình cũng có cái lý luận sắc sảo để phản biện lại chúng thì là nó hay để dẫn để bà con tỉnh ngộ được tất cả mọi cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, nắm được để tỉnh được cái sự tuyên truyền bố láo của chúng nó. Đúng rồi. Đấy, nó là như thế. Đấy là mà qua buổi hôm nay thì em muốn chia sẻ như thế. Thế còn thì bây giờ ví dụ chẳng hạn như chỗ các anh bây giờ, ví dụ chẳng hạn cái nhóm mà bảo diệt ba que ấy, thì bây giờ thì mình cũng phải nghĩ nó như này này, cái gì cũng thế, có thực mới vực được đạo. Chứ mình cũng không xấu xa gì cái việc nếu có điều kiện kiếm được tiền mình vẫn cứ kiếm bình thường anh ạ, chả sợ gì cái việc ý không mình có điều kiện. Nếu mà em nói như này này thì anh cũng như trả lời cho em và tất cả các bạn cũng đều biết là nói chung là trong nhóm của anh thì tất nhiên là cũng không phải là anh giàu có cả, nhưng mà nói chung là kinh tế thì cũng gọi là tạm được. Cái thứ nữa, nếu mà ví dụ đó, mình cứ lên sau đó mình vì mục đích gọi là nó hơi một chút tiền bạc thì tất nhiên là theo mình nghĩ thì nó cũng không là là cái gì đâu, nhưng mà nói chung là nhiều người người ta chưa hiểu biết ấy. Mình nói chưa hiểu biết, người ta là, mấy ông lên đây chỉ có gọi câu view câu like các thứ để mà kiếm tiền thôi, cho nên là thôi bọn anh bảo nó không đáng bao nhiêu cả, cho nên quyết định không vì mục đích vụ lợi. Nói chung là mình thôi, mình gọi là có cái sức hoặc là có một cái gì đó để mình lên mình có điều kiện, có ấy điều thôi. Kiện này rồi. Tốt thì sao rồi. Cứ ví dụ chẳng hạn em nói chào chẳng hạn bây giờ mà có hàng triệu người như anh thì có khi thì cũng là cái mặt trận rất tốt chứ có phải đâu phải đơn giản, có phải không nào? Đúng rồi, bây giờ phải. Ví dụ chẳng hạn bà con và mọi người có điều kiện, ví dụ chẳng hạn như là Đảng nhà nước, chào Trương Minh Thảo, ban tuyên giáo các cấp mà lại có điều kiện mà lại hướng dẫn để bà con tham gia được trong cái mặt trận truyền thông này là tốt thì sao? Nó gọi là xuất khẩu, nó như là ta xuất khẩu vũ khí, anh không nhận không? Thì ví dụ chẳng hạn như bây giờ thì các nước người ta phát triển thì người ta xuất khẩu tên lửa trình công nghệ cao, thế mình chẳng có ấy thì mình xuất khẩu cái vũ khí mà chiến tranh nhân dân. Được. Nó cũng là cái đâu phải rồi. Xin lỗi cho anh nói anh, vì có Trương Minh Thảo đây nói chuyện Trương Minh Thảo thì hôm nào mà nghe tin em bảo em dừng lại không chơi Facebook nữa anh rất là buồn. Đấy thì anh cũng có nghe tin là em chuẩn bị Nam Tiến thì anh rất muốn gặp em, và nói chung em là cái người mà anh nói chung là cũng là một cái người trẻ mà anh cũng rất thán phục. Thì nói chung là thôi, bây giờ mình tham gia cái mạng Facebook này thì nói chung là nó cũng có rất nhiều cái hay. Ví dụ mình cũng là người dân, mình có khả năng mình tức là giúp một phần nhỏ bé nào đó cho quê hương, cho đất nước và cho tổ quốc, như thế là anh thấy là cũng được. Đúng rồi, ngày xưa Bác Hồ đã bảo rồi, ai có quốc cầm quốc, ai có súng cầm súng, ai có gương cầm gương. Trong cái mặt trận truyền thông nhân dân thì nó là như thế. Còn bây giờ thì người hay thì làm nhiều và người không hay thì trình độ ấy là làm ít. Thế vâng thì mình cũng góp một phần nào đó để cho ví dụ chúng nó ở bên kia, chúng nó bảo cái lòng dân mình như thế này đây. Đấy. Cho nên là anh nói với em là ví dụ như là bình thường anh em mình ra ngoài đời anh thấy cuộc sống nó vẫn yên bình, vẫn tự do thoải mái, vẫn làm vẫn ăn, không có vấn đề gì cả. Nhưng ví dụ mình vào cái mạng Facebook chẳng hạn là bọn bên kia nó tuyên truyền nó kia tất cả các thứ, đúng không? Chúng nó xuyên tạc. Thì mình mới thấy là té ra là cũng có những cái bọn mà nó chống đối, coi như nhà nước chống đối xã hội như thế này thế khác, thì thôi anh em mình cũng tham gia cái mạng này thì mình phải có trách nhiệm, mình phản bác lại cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó xuyên tạc cái gì mình bẻ gãy cái miệng chúng nó, cái đó đó là cái gãy cái miệng đúng rồi. Để cho chúng nó không còn cái đúng uy tín nói đừng nói nhằng nữa. Chứ còn bây giờ nói bảo thì đất nước nào được như cái đất nước này yên bình như thế. Thế bây giờ rồi làm sao mà không đưa Trương Minh Thảo lên được?